Vụ bún bị chuột bới tung rồi đem bán cho khách, chủ U70 suy sụp, thừa nhận hành vi sai phạm. Dân mạng những ngày qua đang hết sức hoang mang trước hình ảnh, thông tin về vụ việc một chủ quán bún để chuột vô tư ăn rồi bới tung bún bên cạnh để bán cho khách, người trong cuộc chính thức lên tiếng. Những ngày qua, dân tình đang vô cùng hoang mang trước những hình ảnh, thông tin về vụ việc xảy ra tại Hà Nội được lan truyền rộng rãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội, ghi lại cảnh tượng kinh hoàng của một quán bún. Người xem ai cũng phải rợn người, sốc nặng khi tại nơi bán thức ăn cho khách này lại bị chủ quán lơ là sử dụng thực phẩm thiếu sạch sẽ để chuột bò lênh láng, bới tung đồ ăn để bán cho khách. Theo đó, mạng xã hội những ngày qua đã lan truyền rộng rãi đoạn clip quay lại một quán bún tại ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Chủ tiệm nói trên là bà cụ U70 tên B đã có thâm niên lâu năm trong nghề bán bún. Sự việc đáng tiếc để chuột bới tung túi bún để bán cho khách, nằm chiếm trệ và thậm chí là ăn luôn bún của khách đã khiến ai nhìn được cũng phải bức xúc, lên án gay gắt bà B vì lối buôn bán thiếu sạch sẽ này tiềm tàng nhiều nguy hiểm đến sức khỏe của khách hàng. Ngay sau khi vụ việc được cả nước biết đến, bà B mới đây cũng đã có những lời chia sẻ đầu tiên về câu chuyện này. Bà cho biết, ở độ tuổi 67 như hiện tại, đã trải qua 28 năm trong nghề nhưng đây là lần đầu tiên bà chứng kiến cảnh tượng này. Đây là sai sót mà bà không hề mong muốn hay cố ý. Hiện tại, bà B cũng cho biết rất suy sụp và phải đóng cửa nghỉ bán trong những ngày qua. Bà chủ quán bún chân giò này còn cho biết thêm về câu chuyện bán buôn của mình. Buồn bã nói về sự cố trên, tính tôi bao năm nay làm rất cẩn thận. Trước tôi bán ở đầu ngõ nhưng hơn 10 năm nay tôi lui về bán ngay trước cửa nhà. Không gian chật chội, ít người qua lại nên tôi bật cả app. Sau sự việc tôi dừng bán, tắt app. Hai ngày nay tôi mệt mỏi không thể chợp mắt nổi. Nhớ lại khoảnh khắc trưa ngày 19 tháng 7, lúc sự việc chuột bò vào túi bún xảy ra. Bà B nhớ lại đầy hối hận kể, khi nhìn thấy con chuột tôi rất hoảng sợ liền hô lớn chồng mình, sau đó cả nam shipper và chồng tôi cầm cái ghế đuổi con chuột đi, con chuột đó tôi đoán cũng già rồi, bò chậm chạp, đây cũng là sự việc được xem là khá nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của khách hàng, chính vì thế cơ quan chức năng cũng kịp thời đến để làm việc với bà B, bà cũng thừa nhận đây là hành vi sai trái của mình, cho rằng đây là sự cố không may. Chia sẻ trên Dân Việt, bà B cũng có những chia sẻ đầy day dứt. Vợ chồng tôi đều đã có tuổi nhưng cuộc sống khó khăn nên vẫn bám vào nồi bún này kiếm sống qua ngày. Tính vợ chồng tôi đều rất cẩn thận, sạch sẽ, đến cái bát đôi đũa sau khi rửa sạch chồng tôi còn cho vào nồi nước sôi luộc lại, đến từng cái rau cọng hành đều rất sạch sẽ, thậm chí giấm ớt tôi cũng đều tự tay làm lấy, đảm bảo không ai chê trách điều gì từ trước tới giờ. Sự việc xảy ra là điều không may và không ai mong muốn. Liên hệ với shipper chứng kiến câu chuyện, anh HDC kể lại vụ việc trên Dân Việt, thừa nhận anh là người quay lại cảnh tượng này tại quán bún mọc bún chân giò lúc 11:34 trưa ngày 19 tháng 7 ở ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Trong lúc chờ đợi lấy hàng, nam shipper đã chứng kiến một con chuột to đang đứng bên trên túi bún, thản nhiên ăn bún. Khoảng cách giữa con chuột và bà chủ rất gần nhau. Hiện sự việc vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Nhiều người vẫn đang vô cùng bức xúc, kêu gọi tẩy chay và không dám quay lại ăn ở địa chỉ này. Đây cũng là một bài học lớn cho chủ quán bán bún nói trên, cũng như những người làm dịch vụ ăn uống cần phải đặt việc vệ sinh an toàn thực phẩm lên hàng đầu để bảo vệ sức khỏe cho khách hàng của mình, tránh những điều đáng tiếc xảy ra như trên.